Om Muni Muni Mahamuni Yeswaha. 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 Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Tassa Bhagavato Arahato Sammā Sambuddhassa. Nam mô Tassa Bhagavato Arahato Sammā Sambuddhassa. Nam mô Tassa Bhagavato Arahato Sammā Sambuddhassa. Tối nay là buổi tối cuối cùng, cho nên quý Phật tử có câu hỏi gì thì xin mời để chúng ta cùng chia sẻ. Sáng mai chắc là khoảng chừng 4 giờ ha, chuyến bay sớm 7 giờ khởi hành, cho nên là khoảng chắc là 4 giờ, hơn 4 giờ là thầy trò phải ra phi trường rồi. Dạ bạch sư, trong tuần lễ qua đó là sư có giảng về tứ niệm xứ, rồi pháp chánh đạo, rồi ngũ căn ngũ lực với pháp giác chi, vậy còn tứ nhĩ túc với tứ chánh cần, kính sư giảng luôn. Tứ chánh cần và tứ nhĩ túc nó không nằm trong bấm bẹp, không phải nó nằm trong cái gọi là gì đấy, trợ bồ đề. Mặc dù người ta đưa nó vào đó, tứ chánh cần là bất kỳ cái gì thiền pháp gì cũng cần tứ chánh cần hết. Về nội dung tứ chánh cần là cái gì, đó là về nghĩa nó là siêng năng chăm chỉ. Phải nhớ rằng chánh cần đó không phải là cái nỗ lực cố gắng, mọi nỗ lực và cố gắng của chúng ta là luôn luôn có bản ngã đằng sau, cái tôi đằng sau. Và khi mình cố gắng nỗ lực để thành cái gì đó, đạt cái gì đó, cho nên cái hiểu những nỗ lực cố gắng đó là nó không phải là ý nghĩa chính của cái chân cần, được là siêng năng chăm chỉ. Siêng năng chăm chỉ có nghĩa là khi mình khởi lên bất kỳ cái gì, ví dụ mắt thấy, tai nghe, mùi người tiếp xúc với đối tượng, và chúng ta không có nửa đường bỏ dở, hoặc là người là giữ liên tục để duy trì cái đó thì nó mới đạt đến kết quả. Do vậy bất kỳ một cái gì mà đi đến kết quả đều có cái siêng năng chăm chỉ đó, nhưng mà nó có hai cái, một là thuộc về thiện, một cái là bất thiện, thế thôi. Còn khi nói bằng nỗ lực cố gắng thì nó hoàn toàn là thuộc về bản ngã, cái tôi. Về cái nó càng phát triển á thì nó càng làm lý lịch, là mình phải nắm cái đó. Còn thứ hai là vì ý nghĩa của chánh cần có nghĩa là đối với cái thiền pháp chưa sinh, làm cho tạo điều kiện cho nó sinh khởi, của điều thiền pháp đã có, chúng ta nuôi dưỡng phát triển làm cho ngày một lớn mạnh hơn. Đối với ác pháp chưa sinh thì không cho chúng có điều kiện sinh. Ác pháp đã có thì phải tìm mọi cách để mà làm cho nó tiêu mòn và chấm dứt chúng. Trong ý nghĩa này thì bất kỳ một cái thiền pháp nào, một cái điều tốt nào, điều thiền, điều lành nào cũng cần bốn yếu tố đó hết. Một bên thì nỗ lực, một bên thì giúp cho nó phát triển, một bên thì hạn chế sự phát triển của chúng. Do vậy bốn cái này không phải là những cái yếu tố đứng trong hàng ngũ gọi là để mà hỗ trợ cho tiến trình giác ngộ, nó khác cái đó. Đừng riêng một cái nó không thể bày được.
Thứ hai là tự như ý túc. Nếu tự như ý túc nằm trong cái gọi là hỗ trợ giác ngộ thì chỉ những vị nào đắc tự thiền kia, đắc tự thiền kia, rồi luyện cái đó kia mới giác ngộ được. Đang đây giác ngộ có thể không cần phải bất quá thiền. Có những vị họ giác ngộ không có gì hết, họ chỉ thấy ra sự thật thôi, không có thêm một kỹ năng nào về mặt tâm linh này. Đấy. Do vậy tự như ý túc là những cái năng lực sau khi đã chứng định tự thiền rồi, từ cơ sở định tự thiền đó mà tới hướng tâm về ví dụ muốn thấy cái này, muốn nghe cái này, muốn biết cái này vân vân, thì năng lực định tự thiền đó với cái niềm của họ đó ấy, hướng về cái nào thì sẽ đáp ứng được cái năng lực, đáp ứng được. Do vậy tự thân túc hoặc tự như ý túc nó không nằm trong cái nhóm pháp hỗ trợ cho tiến trình giác ngộ. Dạ bà xin, nếu vậy thì còn thiếu 8 cái là cái nào? Thì đó, ai nhớ thiệt cho mọi người nghe. Đạo. Đó là bác. Bác chánh đạo. Bác chánh đạo. Bác chánh đạo thứ nhất chi là 15, ngũ căn nỗ lực là 25, tứ niệm xứ 29, vậy là thiếu 8 cộng 9 chúng ta. Ngủ căn ngủ lực là mấy rồi? Là 25 đấy, sư. 25 rồi. Đủ rồi. 17, 25, chỉ tới miệng sứ là 29. 29 thì còn 8. Mỗi cái chị mới kể gì? Thì có nghĩa là tứ chánh cần với tứ như tứ phải đến đó không phải thì... Thì loại cái đó là còn lại đó, những cái còn lại là liên hệ đến giác ngộ đó. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Chư Cha Mâu Ni Phổ. Nam mô Bổn Sư Chư Cha Mâu Ni Phổ. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Chư Cha Mâu Ni Phổ. Nam mô Bổn Sư Chư Cha Mâu Ni Phật.